Ký sinh trùng và bọ chét trên ốc mượn hồn là thứ gì đó rất là đáng sợ, mang tầm nghiêm trọng. Đấy là suy nghĩ khi tôi bắt đầu nuôi ốc mượn hồn, và tôi biết các bạn mới nuôi cũng vậy. Nhưng khi đã nuôi lâu ngày thì nó không còn quá nguy hiểm như chúng ta nghĩ. Vẫn tỷ lệ 500ml nước lọc và 3 nắp chai muối hạt, nó tương ứng với khoảng 6-8g muối hạt. Ngâm ốc vào nước muối sao cho nước ngập vào mắt ốc. Cho ốc ngâm 30 giây, sau đó nghỉ 1 phút, làm đi làm lại như thế 5 lần. Nếu mà bạn cậy cảm giác nó chưa mềm ra thì có thể ngâm thêm nhé. Khi chúng ta bắt đầu gắp ký sinh trùng trên mắt của ốc, bạn nên chờ ốc ra hết, tức là ốc nhoài hẳn người ra khỏi vỏ nhiều. Sau đó bạn nhanh tay giữ lấy chân của chúng, thì chúng không thể nào thụt vào trong. Công đoạn này cần tỉ mỉ và mất rất nhiều thời gian, nên bạn hãy kiên nhẫn một chút nhé. Trong trường hợp ốc nhút nhát quá, bạn không thể cậy được thì hãy chờ tới lần lột xác tiếp theo. Những con ký sinh trùng sẽ tự động biến mất. Nó không hề ảnh hưởng một chút nào tới sức khỏe của ốc đâu, nên bạn đừng lo nhé. Khúc này mấy ông nín thở nhìn tôi gắp đây này. Video ngắn này tôi đã gắp được một mảng rất to, nhưng mà chưa gắp hết bởi vì nó mất rất nhiều thời gian và cần một sự cẩn thận tỉ mỉ. Các ông lưu ý là cậy nhẹ nhàng thôi nhá, cậy mạnh tay cẩn thận bay luôn mắt ốc đấy. Tôi luôn khuyến khích các khách hàng của tôi chỉ nuôi từ 5 đến 20 bé để có thể quản lý tốt số ốc của mình, cũng như theo dõi tình trạng sức khỏe của mỗi đứa. Tôi cũng phải công nhận là khi tôi có cả 6.000 bé ốc, tôi không thể nào chăm sóc kỹ lưỡng từng em một. Cho nên đôi khi trong người sẽ có bọ chét hoặc là mắt sẽ có ký sinh trùng thì các ông thông cảm cho tôi nhé. Hãy giúp tôi chăm sóc các bé và loại bỏ những con bọ chét đáng ghét giống như tôi đang hướng dẫn đây. Ngoài ra bên mình vẫn có chế độ bảo hành cho những bạn nhận hàng quay video bóc hàng. Nếu có bất kỳ điều gì đừng vội đánh giá xấu cho shop, hãy liên hệ với shop để được bảo hành nhé. Chúng mình tuy chưa phải hoàn hảo nhất nhưng sẽ cố gắng để làm hài lòng khách hàng nhất có thể. Còn bọ trắng dễ dàng bị tiêu diệt bởi nước muối. Và đây là cách mình gắp bọ đỏ ra khỏi ốc mượn hồn. Vẫn công thức nhanh tay, nhanh mắt và kiên trì nhé. Chúc các bạn thành công và có những chú ốc khỏe mạnh nhé.